Và mình khá là chắc chắn bạn chủ nhân này là một người chơi hệ cung. Mỗi tuần một đôi giày sữa số 16. Dành cho những bạn chưa biết về series mỗi tuần một đôi giày sữa thì cứ mỗi thứ hai hàng tuần bên mình sẽ chọn ra một đôi giày sữa ngẫu nhiên để thực hiện video khôi phục cho sản phẩm giày đó. Sẽ có hai điều đặc biệt dành cho bạn chủ nhân của đôi giày. Đầu tiên là The Whoop sẽ miễn phí toàn bộ chi phí sửa chữa. Thứ hai, The Whoop sẽ tặng cho bạn chủ nhân của đôi giày một chiếc voucher giảm giá 50% cho bất kỳ các sản phẩm nào tại cửa hàng của The Whoop. Đã lâu lắm rồi chưa thấy The Whoop làm các video về dòng sản phẩm Harness Boot, và hôm nay team sẽ cho em nó lên sóng trở lại. Có thể nhiều bạn chưa biết về đôi giày này thì đây là dòng Harness Boot mà The Whoop đã ngưng sản xuất cách đây 2 năm về trước. Chỉ cần nhìn sơ qua đôi giày thôi, mình cũng có thể đoán được rằng là cái độ cày cuốc của bạn chủ nhân này cũng phải cỡ nào rồi. Trên cái mặt da của đôi giày cũng đã xuất hiện những cái vết chày, đặc biệt nhất chính là cái chiếc ở bên trái này, ở ngay cái vị trí mũi giày này đây. Và mình khá là chắc chắn bạn chủ nhân này là một người chơi hệ cung, hệ xe tay cung. Tiếp theo là cái phần trên của cái đôi giày ở đây. Cái chiếc bên đây vẫn còn rất là ngon lành, nhưng cái chiếc bên đây phần trên đã có dấu hiệu bị xẻ xuống. Và mình sẽ kiểm tra một chút về một số cái chi tiết khác. Cái buckle hoạt động vẫn còn ngon lành, và phần zip vẫn còn rất là mượt mà. Quay cây cây mà các bạn, cái đôi đế này vẫn còn rất là ngon. Phần gót đế này nó bị mòn thì cày cuốc ở đó mà. Nhưng có một số điểm khá là ngứa mắt, đó chính là cái phần nó bị lõm vô đây, giống như nó bị chóc đi một mảng vậy. Nói tóm lại thì đôi giày này vẫn còn khá là tốt về chất liệu da và đế, ngoại trừ việc nó đã bị cũ đi theo thời gian sử dụng. Nhưng mà dăm ba cái này thì nó lại quá dễ với The Whoop, đưa cho mấy anh thở thôi. Sau quá trình vệ sinh và sửa chữa thì chúng ta đã có một đôi Harness Boot như thế này đây. Đầu tiên và dễ thấy nhất đó chính là cái mặt da. Thì các bạn có thể thấy là bên mình đã xử lý đánh xi, trông nó rất là mới. Và đặc biệt là những cái vết chày ở ngay phần mũi giày cũng đã được bên mình xử lý mờ đi khá là đáng kể. Cái phần xích nó bị không đồng đều ở đầu video á, thì bên mình cũng đã cho căn chỉnh lại và bây giờ trông tông xịt tông luôn á. Cuối cùng là cái phần đế, thì thực chất cái đôi đế ở đầu video vẫn còn rất là tốt. Nhưng mà do bạn chủ nhân có yêu cầu bên mình thay luôn một đôi đế mới, cho nên là The Whoop cũng sẵn sàng hỗ trợ luôn. Sau khi The Whoop thực hiện phục hồi cho đôi giày này á, thì các bạn có cảm nhận như thế nào về diện mạo mới của em nó? Hãy cho mình biết ở dưới phần comment nha. The Whoop chăm sóc đôi chân của bạn bằng những đôi giày tốt nhất.